Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 3. Thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn công nghệ lớp 3 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Và khi xem video, thầy cũng hy vọng chúng mình hãy like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ đến với môn công nghệ lớp 3 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong bài 3 sử dụng quạt điện tiết 1. Và sau khi thực hiện được bài này, thầy cũng hy vọng chúng ta sẽ nêu được tác dụng và mô tả được các bộ phận chính của quạt điện, nhận biết được một số loại quạt điện thông dụng, xác định được vị trí đặt quạt, bật, tắt, điều chỉnh được tốc độ quạt phù hợp với yêu cầu sử dụng, và nhận biết và phòng tránh được những tình huống mất an toàn khi sử dụng quạt điện. Và chúng mình sẽ đến với hoạt động đầu tiên, đó là tìm hiểu xem quạt điện có những tác dụng như thế nào. Bây giờ để biết được quạt điện có tác dụng gì, chúng ta hãy quan sát hình 1 và cho biết bản nhỏ đang sử dụng quạt điện để làm gì. À, chúng mình có thể quan sát tranh nhé. Ở hình 1 chúng ta thấy một bạn nhỏ đang đứng trước một chiếc quạt, đúng không? Và bạn ấy đang dùng chiếc quạt để làm gì đây các em? Người của bạn ấy đang có mồ hôi, đúng không? Và có thể là thấy là đang nóng bức. Vậy thì chúng mình thấy quạt điện có tác dụng gì? À, đúng rồi. Bạn nhỏ dùng quạt điện để quạt cho bớt nóng, đúng không? Và thường thường thì mùa nóng chúng ta cũng hay dùng quạt điện để cho bớt nóng, đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem là có những loại quạt nào nhé. Đến với hoạt động này, chúng ta sẽ sắp xếp các thẻ tên dưới đây tương ứng với mỗi loại quạt trong hình 2. Chúng ta có thể quan sát hình 2 thì gồm có là hình A, hình B, hình C và hình D. Các tên cụ thể là quạt hộp, quạt trần, quạt treo tường và quạt bàn. Và bài yêu cầu chúng ta đó là, à đúng rồi, xếp các thẻ tên nhé. Các thẻ tên ví dụ như quạt hộp, quạt trần, quạt treo tường, quạt bàn tương ứng với mỗi loại quạt trong hình 2. Đây là mỗi loại quạt trong hình 2, hình A, hình B, hình C và hình D. Nào, bây giờ chúng mình thử dừng video. Sắp xếp các thẻ tên dưới đây tương ứng với mỗi loại quạt trong hình 2. Và đây chúng mình thấy tên quạt hộp đó là hình nào? Chính xác, đó là hình D. Tên quạt trần đó là hình A. Tên quạt treo tường đó là hình C. Và quạt bàn đó là, à đúng rồi, hình B. Vậy là thầy đã sắp xếp các tên dưới đây tương ứng với mỗi loại quạt trong hình 2. Bạn nào có sắp xếp giống như thầy là đúng. Và tiếp theo em hãy quan sát kiểu dáng của mỗi loại quạt điện trên, nêu vị trí lắp đặt của mỗi loại quạt điện trong gia đình. Nào, chúng mình thấy là kiểu dáng của các loại quạt ở đây như thế nào? Có giống nhau không? À, thì kiểu dáng chúng ta thấy là có nhiều kiểu dáng khác nhau, đúng không? Và chúng ta thấy là gì? Các vị trí lắp đặt của mỗi quạt này cũng khác nhau, đúng không? Có quạt đây là quạt treo, quạt trần thì chúng ta thấy là treo trên trần nhà. Quạt bàn thì chúng mình thấy là hay để ở dưới nền nhà, đúng không? Còn quạt treo tường thì chúng ta thấy là hay treo trên tường. Quạt hộp thì chúng mình cũng có thể thấy là để trên giường, trên bàn hoặc là vân vân, đúng không? Trên các cái kệ. Như vậy thì chúng ta thấy là vị trí lắp đặt ở các cái quạt này là khác nhau và mỗi loại quạt đều có những kiểu dáng cũng khác nhau, đúng không? Và chúng ta thấy là như thế nào nhỉ? Tác dụng của quạt như thế nào? À, đúng rồi. Như vậy thì chúng ta cần nhớ đó là quạt điện tạo ra gió, giúp làm mát. Quạt điện có nhiều loại với nhiều kiểu dáng khác nhau. Ngoài ra, những chiếc quạt có kiểu dáng đẹp còn được dùng trong trang trí cho không gian phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ thêm sang trọng. Như vậy thì chúng mình thấy ngoài các cái quạt mà có các cái bộ phận quen thuộc, chúng mình còn thấy có những chiếc quạt có kiểu dáng đẹp, bắt mắt để trang trí trong không gian như là phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, phòng bếp, vân vân, đúng không?
Và để chúng mình biết được một số bộ phận chính của quạt điện, chúng ta sẽ đến với hoạt động thứ hai. Đó là một số bộ phận chính của quạt điện. Đến với hoạt động này, chúng mình hãy quan sát và gọi tên các bộ phận tương ứng của quạt điện theo bảng dưới đây. Chúng ta sẽ một cái bảng có một cái bảng tên các bộ phận của quạt, ví dụ như là cánh quạt, lồng quạt, hộp đầu cơ quạt, tuốc năng, bộ điều khiển ấy, thân quạt, các nút điều khiển, bộ phận điều khiển, đế quạt, dây nguồn. Vậy là chúng ta sẽ phải quan sát và gọi tên các bộ phận tương ứng. Ví dụ như số 1 là bộ phận nào của quạt này, chúng ta sẽ có thể gọi tên các bộ phận mà có ở đây. Số 2 đó là tên của bộ phận nào, ví dụ như là cánh quạt, lồng quạt, hộp động cơ quạt, chúng ta có thể là gọi tên. Thứ 3 đó là tên bộ phận gì của quạt. Thứ 4 đó là tên bộ phận gì của quạt nhé. Bây giờ chúng mình hãy thảo luận và gọi tên các bộ phận đó cho thầy. Sau khi chúng mình thảo luận và gọi tên được, chúng ta thấy là có 8 bộ phận trong chiếc quạt. Thì bây giờ chúng ta có thể quan sát lên màn hình để xem chúng mình gọi tên có đúng không nhé. Đây là các bộ phận. Đầu tiên số 1, chúng mình thấy đây là bộ phận lồng quạt đúng không? Thứ hai đó là cánh quạt. Thứ ba đó là các nút điều khiển. Thứ bốn đó là đế quạt. Thứ năm đó là tuốc năng. Thứ sáu đó là hộp động cơ. Thứ bảy đó là thân quạt. Thứ tám đó là dây nguồn. Như vậy là thầy đã gọi tên các bộ phận của một chiếc quạt. Chúng ta có thể là xem lại và xem thử bài mình có làm đúng không nhé. Và chúng ta sẽ đến hoạt động tiếp theo, đó là những mô tả nào sau đây tương ứng với bộ phận nào của quạt điện. Chúng mình cùng đọc lại yêu cầu nhé. Những mô tả nào sau đây tương ứng với bộ phận nào của quạt điện? Chúng ta sẽ có những mô tả ví dụ như là A, bật tắt và điều chỉnh tốc độ quay của quạt, đó là bộ phận nào? B, bảo vệ cánh quạt và an toàn cho người sử dụng, đó là bộ phận nào? C, chứa động cơ quạt, đó là bộ phận nào? D, tạo ra gió, đó là bộ phận nào? E, nối quạt với nguồn điện, đó là bộ phận nào? G, giữ cho quạt đứng vững, đó là bộ phận nào? H, giúp thay đổi hướng gió, đó là bộ phận nào? Đỡ động cơ và cánh quạt có thể điều chỉnh độ cao của quạt, đó là bộ phận nào? Và bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi để mô tả các bộ phận tương ứng của quạt điện nhé. Chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi như A, B, C, D, E, G, H, I, đó là những bộ phận nào. Và chúng mình sẽ đến một trò chơi, đó là du lịch vòng quanh đất nước Việt Nam. Bây giờ chúng ta cùng chơi nhé. Vậy là chúng mình sẽ đến một nơi, sau đó chúng ta sẽ trả lời một câu hỏi tìm bộ phận nào của cái quạt và chúng ta sẽ được đi tiếp. Đầu tiên chúng ta sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên, đó là bật tắt và điều chỉnh tốc độ quay của cánh quạt, đó là bộ phận nào? Chúng ta suy nghĩ nhé. Bật tắt và điều chỉnh tốc độ quay của cánh quạt, đó là bộ phận nào? À, đúng rồi, các nút điều khiển. Tiếp theo chúng ta cùng đến với địa điểm thứ hai. Địa điểm thứ hai ở đây đó là, à đúng rồi, một nơi rất là đẹp của Việt Nam chúng ta, đó là vịnh Hạ Long. Và chúng ta sẽ trả lời câu hỏi tiếp theo, đó là bảo vệ cánh quạt và an toàn cho người sử dụng, đó là bộ phận nào? Bây giờ chúng ta hãy suy nghĩ nhé. Bảo vệ cánh quạt và an toàn cho người sử dụng, đó là bộ phận nào đấy các em? À, đúng rồi, chính xác, đó là lồng quạt đúng không? Như vậy chúng ta vừa tham quan xong được vịnh Hạ Long Quảng Ninh. Chúng ta sẽ đến với địa điểm thứ ba. Địa điểm thứ ba ở đây đó là, à đúng rồi, bây giờ chúng mình cùng đến tham quan Hồ Gươm Hà Nội nhé. Và để tham quan được Hồ Gươm Hà Nội, chúng ta sẽ trả lời câu hỏi sau, đó là bộ phận nào chứa động cơ quạt, đó là bộ phận nào? À đúng rồi, chính xác, đó là hộp động cơ. Như vậy chúng ta đã tham quan Hồ Gươm Hà Nội. Bây giờ chúng mình sẽ đến với địa điểm tiếp theo. Địa điểm tiếp theo ở đây đó là,
À đúng rồi, Đại Nội Huế. Vậy thì để tham quan được Đại Nội Huế, chúng ta sẽ trả lời câu hỏi sau, đó là bộ phận nào tạo ra gió? Bộ phận nào tạo ra gió đây các em? À đúng rồi, chính xác, đó là cánh quạt. Như vậy là chúng ta vừa đến thăm Đại Nội Huế. Chúng mình sẽ đến với địa điểm tiếp theo. Địa điểm tiếp theo sẽ là Đà Nẵng. Và chúng mình sẽ tham quan Đà Nẵng bằng cách trả lời câu hỏi này. Đó là nối quạt với nguồn điện đó là bộ phận nào? Nối quạt với nguồn điện đó là bộ phận nào đây các em? À đúng rồi, đó là dây nguồn đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một địa điểm nữa. À địa điểm này đó là chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ. Và chúng mình sẽ đi tham quan chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ bằng cách trả lời câu hỏi này, đó là giữ cho quạt đứng vững đó là bộ phận nào? Giữ cho quạt đứng vững đó là bộ phận nào đây các em? À đúng rồi, chính xác, đó là đế quạt đúng không? Và chúng ta sẽ đến với địa điểm đó là bãi biển Phú Quốc. Chúng mình sẽ tham quan địa điểm này bằng cách trả lời câu hỏi, đó là giúp thay đổi hướng gió đó là bộ phận nào của quạt? À đúng rồi, đó là tuốc năng đúng không? Như vậy là chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Đây là chùa Một Cột ở Hà Nội. Chúng mình sẽ đến tham quan địa điểm này bằng cách trả lời câu hỏi, đó là đỡ, động cơ và cánh quạt có thể điều chỉnh độ cao của quạt đó là bộ phận nào? À đúng rồi, chính xác, đó là thân quạt. Và như vậy là chúng ta đã trả lời được một số câu hỏi và chúng ta đã hoàn thành được hoạt động thứ ba, đó là tìm hiểu một số bộ phận của quạt đúng không? Như vậy là thầy cũng đã hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong bài công nghệ bài 3 sử dụng quạt điện tiết 1. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo ra những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các bạn và các em rất là nhiều.